giờ lòng mang theo những ước mơ lúc gần kề để nhớ thương không thể nói ra để rồi nhớ nhau. Không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất đống. Em nói một lần được không? Để em hiểu là trái màn hình có chưa không? Nếu anh muốn ghét em thì chưa nha. Các em người kia cũng phải tốn gần chục năm. Nếu anh muốn đêm nay không ngủ, đừng gọi em baby, gọi em cô chủ. Em không ăn thủ. Là cái bữa chiều em đã see ya. Em trai mà đẹp gái. 16 tip all day. Sao nóng bức quá, em đang cần một ly nước đá. Đừng bắt em phải ra ngoài đường, em chỉ cần có bốn bức tường, mỗi đường hoa và một cái giường. Nếu ra đường chỉ có sức tính là nóng như cái lò, nóng 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 như cái lò, nóng như cái lò, nóng 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 như cái lò. Nhưng mà anh đã bước xuống phố đi sao tính luôn là phải có anh là bạch tay. Các em lấy ly nước uống cố, cứ sớm họ nên sẽ chỉ nghe đến tiếng là ực ực. Thích đánh giá, anh sẽ nghe khi và chỉ khi anh rảnh tay. Còn nếu mà em đã cảm thấy thích anh quá thì sẽ được anh nắm tay và lướt qua cảnh hai. Đi châu thì còn non ở trên đầu cổ. Anh đã bảo em là cây gặp anh là đồ. Em đã chết đồ rồi mình phát sao là xin đồ. Hôm nay ơi đừng lo vì hôm nay là thứ hai. Ngồi xuống lại đây mà chiều là buồn vừa ra. Chuyện này chẳng có may khi được sớm đâu.
chúng ta. Ghé lỗ tai, anh nói nhỏ là em là nhất, em là nhất, em là món vật không thể bỏ cũng không thể cất, không thể cất. Thằng bạn anh tức vì mình hút hết đống cỏ nó cất, đống cỏ nó cất. Thằng bạn em tức vì anh đang phát con nhỏ nó crush. Mr. RTT gọi anh là miếng đất bao người xuống khai hoang. Trong club anh cũng muốn tranh hoa. Đâu cần màu tím anh vẫn có thể thủy chung gạ. Nếu em muốn biết thì mơ về Figo. Không là nàng thơ.